Và bây giờ vở kịch của nhóm 1 xin được phép trật tự đi mấy đứa. Vô chỗ hết chưa? Chuẩn bị nha. Thương ạ, và một lần nữa vở kịch của nhóm 1 xin được phép bắt đầu. Ngài thị trưởng à, ngài có thể mời tất cả mọi người gửi thư mời đến tất cả nguyên một cái thị trấn này ngoại trừ tôi hả? Trời ơi, nguyên thị trấn này biết bao nhiêu người mời, thiếu con người cũng chết đâu. Mình căng như vậy đúng không? Dạ, 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 không sao ạ, tại vì em thiết nghĩ rằng là ngài thị trưởng với biết bao nhiêu công việc và phải viết thư mời nè, rồi phải chuẩn bị tiền nè, lên thực đơn nè, chuẩn bị tất cả mọi thứ, thì mời thiếu một mình em thì cũng không sao ạ. Với lại nữa, thật sự là em cũng biết một điều là tất cả mọi người trong thị trấn này đều yêu mến em, phải không ạ? Thì đã bắt đầu rồi, và bây giờ cũng đã sắp kết thúc. Mọi người sắp đi về rồi phải không? Em lộ hàng. Well, well, tôi không ngờ rằng bây giờ mới 7 giờ tối. Mới có 7 giờ tối mà xong tiệc rồi hả? Dạ, em xin lỗi, em đề nghị là chúng ta, khán giả chúng ta có văn hóa tí xíu không? Không bớt đích, không bớt chú diễn viên trên sân khấu. Đề nghị là security dọn mẹ này ra. Dạ. Mẹ đang không, tôi lấy cái giấy, tôi cầm vô đầu này. Tôi hiền mà, đáng tôi hiền à. Dạ, xin lỗi cho em ơi, trở lại chương trình. Dạ. Ủa, đi ăn tiệc hay đi giật cô hồn? Đi ăn tiệc hay giật cô hồn, 4 giờ chiều ngoài tiệc. Không sao ạ, nhưng mà em thiết nghĩ rằng bây giờ nếu như mà tiền mình kết thúc đó thì bây giờ chúng ta cũng có thể nào hãy cùng nhau nâng ly lên để kết thúc buổi tiệc được không ạ? Được. Được không?
cũng ngựa. Bởi ta nói đó, vừa lùn, vừa già, vừa xấu mà bị tăng xong nữa. Vừa tăng tốt luôn. Người đàn ông là xấu. Ngày mời tất cả mọi người đến dự tiệc ngoại trừ cô, vậy mà con vẫn lết xét cái đây chị. Con biết rồi chị ha. Đó, cái ngựa. Cái dòng mà bị dớt đó. Cái dòng mà bị dớt mà khoái nói một hơi. Mày nói gì tao không có nghe được. Anh ra lên sai, anh ra. Chị. Ô, người phụ nữ có râu. Gì vậy? Gì vậy? Alo, anh trai, cho em hỏi anh có nghe nó nói gì không anh trai? Không. À dạ, cảm ơn anh, thôi bỏ đi. Cái làng này lạ quá, đàn bà có râu mua phận. Nghe nha. Nó này lên, đứng là đồ mặt thầy, có biết nhiêu. Cái làng nó lộn, nó bị lộn lung ngữ quá luôn á. Mày đang ngậm xúc xích của thị trưởng phải không? Nhân tiện nhờ buổi tiệc này, hôm nay tôi phát hiện được một điều, gia thị trưởng cũng muộn. Nói đã lúc ta đứng trên trời vô hộ. Mẹ buồn. Cảm ơn anh. Mẹ hiền. Đúng gọn lại là bây giờ cả thị trấn muốn gì? Đi cái gì? Hả? Thực ra thì em biết em mặc giày, cảm ơn tất cả mọi người quá khen. Em biết là cả làng này, cả thị trấn này không ai muốn em có mặt ở buổi tiệc này. Em biết thì em dẫn tới vì em có một món quà muốn tặng cho tất cả mọi người. Yeah. Yeah. Mà về đi, anh này không ai cô đâu. Đấy, thằng này nó là dòng hả bay. Phải qua để muối gà nó bay lấy thuốc. Mình nó giống tên. Nhưng mà bây giờ tôi có quà tôi đem qua tôi tặng cho mọi người và tôi bắt mọi người phải nhớ. Em chết đây. Mất chưa?